luôn chú trọng đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp, chất lượng 5 sao. BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ và hàng ngàn khách hàng khắp cả nước. BB luôn mong muốn mang đến một địa điểm làm đẹp uy tín mà còn là nơi nghỉ dưỡng và bảo hành sắc đẹp hàng đầu khu vực. Hôm nay BB sẽ gửi tới cho cả nhà một trong những công nghệ được khen ngợi là công nghệ đảo ngược tuổi tác và xóa mờ nếp nhăn trên làn da. Tuổi già là một điều bất khả kháng đúng không cả nhà? Do đó trẻ hóa da, mà đặc biệt là hóa da không can thiệp phẫu thuật, không cần thời gian nghỉ dưỡng, đang trở thành một trong những phương pháp, những dịch vụ hot trong những năm gần đây. Và hôm nay thì BB sẽ gửi tới cho cả nhà đó chính là công nghệ Thermage FLX, là công nghệ thế hệ mới nhất của Thermage cả nhà mình ha. Đây là cái công nghệ được chứng minh là mang lại cái hiệu quả giúp sản sinh collagen và đẩy lùi những vết nhăn ở trên gương mặt. Nếu như cả nhà gặp vấn đề về độ sệ cơ, trùng nhão thì mình đã có công nghệ Anthropy. Thì nếu như cả nhà muốn loại bỏ đi tất cả những nếp nhăn từ li ti cho đến những nếp gấp ở trên cái làn da, như vết nếp nhăn ở trán này, nếp nhăn chân chim ở đuôi mắt, hay là những rãnh ở phần trên phần má cũng như là phần miệng, thì công nghệ Thermage FLX là công nghệ phù hợp hơn cả. Trong trường hợp khách hàng ngày hôm nay thì chị khách của chúng ta đang thực hiện công nghệ Thermage FLX cho vùng mắt cả nhà mình ha. Thì công nghệ này mình sẽ có hai đầu tiếp riêng biệt cho vùng mắt cũng như là vùng mặt. Vùng mắt thì mình sẽ là cái đầu tiếp màu xanh như thế này và nó sẽ có tiết diện nhỏ hơn. Còn đối với vùng mặt thì mình sẽ có cái đầu tiếp là màu tím và cái tiết diện của nó sẽ to hơn cả nhà mình ha. Trong quá trình điều trị thì công nghệ sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta được đưa một cái bước sóng là bước sóng RF phía sâu xuống dưới da để tác động làm tăng sinh collagen, từ đó mang lại hiệu quả giúp săn chắc cũng như là xóa mờ nếp nhăn ở trên gương mặt mà hoàn toàn không gây đau đớn hay khó chịu. Công nghệ còn tích hợp cơ chế làm lạnh để không làm tổn thương các bề mặt ở trên da. Sau đây thì BB cùng mời cả nhà mình xem cái quá trình cơ chế hoạt động của công nghệ Thermage FLX để mình hiểu hơn về cách thức tại làm sao mà không cần xâm lấn, không dao kéo nhưng Thermage FLX lại được khen ngợi là công nghệ hàng đầu trong việc trẻ hóa da cũng như là xóa nhăn nhé. Công nghệ Thermage FLX sử dụng kỹ thuật đột phá với các đầu xung nano tự động điều chỉnh và tối ưu hóa các xung năng lượng giúp tác động sâu, chính xác vào vùng da cần điều trị. Nguồn nhiệt truyền trực tiếp vào làn da kích thích tăng sinh collagen, đồng thời sản sinh elastin giúp xóa sạch nếp nhăn và nâng đỡ bề mặt da trùng nhão. Ngoài ra, công nghệ còn sử dụng tần số vô tuyến đa cực RF phân phối nhiệt nhanh và đồng nhất để các mô đích ở nhiều nhiệt độ sâu khác nhau, giúp hấp thụ và duy trì nhiệt độ dễ dàng. Nhờ vậy mà hiệu quả và mức độ an toàn gia tăng rõ rệt. Ngoài ra, khí cryogen tạo hiệu ứng làm lạnh trong quá trình tiếp xúc điều trị, giúp bảo vệ bề mặt da không bị tổn thương nhiệt, mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng trong suốt quá trình mình điều trị bởi công nghệ. Kỹ thuật đánh vector ngược chiều với trọng lực theo chiều nâng lên của cấu trúc da sẽ giúp khuếch tán năng lượng đồng nhất vào sâu cấu trúc da từ bề mặt cho đến bên trong, từ đó hiệu quả nâng cơ xóa nhăn được tối ưu gấp nhiều lần so với những phương pháp khác. Dạ, em mời cả nhà mình xem lại cái hình ảnh trước đây của chị khách của chúng ta ha. Trước cái khi mà mình điều trị, cái quá trình mà mình đi công nghệ Thermage FLX tại BB thì như cả nhà thấy là cái vùng mắt của chị có cái trũng rất là sâu, cũng như là cái bọng mắt của mình bị to nữa và đậm màu hơn so với những cái vùng còn lại, đặc biệt là vùng xung quanh mắt cũng xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn, chất lượng da cũng không được tốt. Thì sau khi mình sử dụng cái công nghệ Anthropy thì nó đã cải thiện chất lượng da, nâng cái da mình lên rồi và phần trũng này cũng cải thiện rất là rõ rồi. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng muốn kết hợp thêm cái công nghệ Thermage để mang lại cái kết quả cao nhất. Thì bây giờ em mời cả nhà mình quay trở lại với cái gương mặt hiện tại của chị để mình thấy được cái sự khác biệt trước và sau ha. À, chị rất là hài lòng đó em. Dạ, khác biệt hẳn chị ha, đặc biệt là cái trũng mắt đó. Ngày xưa em thấy rất là sâu và mình bị thâm cuồng nữa đó. Đúng thì rồi. Bây giờ là gần như là mất hẳn chị ha. Ừ, chị cũng không ngờ là tác dụng của nó rất là hay. Dạ. À, lúc trước á chị phải nói đây là bị thâm rất là lâu rồi đó em. Dạ. Cũng mười mấy năm rồi đó. Dạ. À, chị cứ nghĩ là chắc nó cũng không bao giờ mà nó bị nó dạ. hết được á, nhưng mà không ngờ là chị vào cái chỗ thẩm mỹ viện này á thì chị thấy là kết quả rất là rõ rệt. Dạ. Cho nên là chị rất là vui. BB Thanh Mai tự hào có giám đốc y khoa là tiến sĩ bác sĩ Thai Nach Lily, là bậc thầy y khoa nổi tiếng trên toàn cầu, là diễn giả tại nhiều hội nghị lớn tầm cỡ quốc tế
chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa lớn trên thế giới và hiện tại là cố vấn cấp cao cho nhiều hãng thiết bị y tế hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Tai luôn cập nhật và giảng dạy các công nghệ mới nhất này đến các bác sĩ trên toàn thế giới và đưa ra những cái phương pháp làm đẹp tối ưu nhất cho từng trường hợp khách hàng. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai, người đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng về thẩm mỹ viện như thẩm mỹ viện tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trị hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước luôn lui đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Mong rằng BB sẽ có cơ hội được giúp quý khách nâng tầm nhan sắc. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB.